gần 100 năm suốt cuộc đời, mừng mẹ vẫn khỏe, vẫn tươi vui. Chỉ qua giờ phút mẹ lâm bệnh, mẹ đã mau chân biến cuộc đời. Con tưởng mẹ chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chim bao. Mẹ ơi, mẹ đã không còn nữa, để lại cháu con phút nghẹn ngào. Nhớ mẹ, nhớ lại những năm xưa, như tuổi thanh xuân mới độ nào. Mẹ dạy chúng con và các cháu, tưởng chừng năm tháng chả là bao. Nhớ lại trong mẹ bao kỷ niệm, lúc ngồi ru cháu giọng êm êm, lúc ngồi khâu áo nheo đôi mắt, lúc đợi trăng lên ở trước thềm. Còn đâu tâm sự nữa mẹ ơi, vĩnh biệt chúng con có mấy lời. Ngót 100 năm tình huyết thống, lòng đầy thương nhớ biết bao nuôi. Từ nay con biết tìm đâu thấy, chỉ thấy hương bay đến ảnh thờ. Kể hết sau đây lời thống thiết, chân thành con viết khóc trong thơ. Kể cả những cái hôm nay tự tay mình làm ra, những cái mai sau mỗi chúng ta để lại cho đời hoa tươi trái ngọt. Cuộc sống ấm êm hạnh phúc hôm nay đều của mẹ ban cho con. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Mẹ của chúng con là một người dịu hiền và đôn hậu. Vóc dáng của mẹ mới đẹp làm sao, một chặng đường dài mất 3/4 thế kỷ đã để lại cho con cháu những niềm tự hào cao như chính núi Thái Sơn và rộng dài như chính nước nguồn vậy. Ôi thiêng liêng quá, cao đẹp quá, các con về bên mẹ, các cháu về bên bà, bày tỏ lòng kính trọng bằng tấm lòng thương nhớ và bằng chính những gì mà các con cháu sẵn có trong lòng. Mẹ ơi, mẹ có nhớ không, trong suốt chặng đường dài mẹ đã qua, chất chồng những vui buồn chăn trở, mẹ vẫn thường nhắc chúng con trong những lời ru chiều hè. Có cơm, có áo hôm nay, đừng quên gian khổ những ngày đã qua. Cuộc đời bão táp mưa xa, hai sương một nắng mẹ đã thấm sâu. Chúng con xin cảm ơn mẹ. Mẹ đã chịu nhiều cay đắng để có ngày nay chúng con được sống ấm êm, được nhiều hạnh phúc. Mẹ ơi, chúng con đã khôn lớn và càng thấm thía hơn vì thấy mẹ tóc đã bạc, chân đã chậm. Mẹ ơi, chúng con chẳng quên đâu những ngày đông tháng giá, một nách cả đàn con mẹ vất vả tảo tần, góp gom từng hạt gạo ngọn rau để nuôi con khôn lớn. Cảm ơn mẹ đã cho chúng con thực sự thành người. Mẹ ơi, mỗi năm một tuổi qua đi, trước hết thay mặt những người làm phim, chúng tôi xin kính chuyển gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất. Và sau đây là đôi dòng về cuộc đời và sự nghiệp cụ Lê Thị Thoa. Quê hương ân nặng nghĩa tình là nơi sinh ra mỗi con người chúng ta. Quê hương có tiếng hát ẩu ơ của mẹ, ru ta từ thỏa lọt lòng. Và tiếng ru của mẹ vẫn lắng đọng theo ta đi suốt cả cuộc đời.
quê hương đã gắn liền với cây đa, bến nước, sân đình, với những con đường, dòng sông cây cầu và cánh cỏ bay lạ trong câu hát trên cánh đồng bát ngát thôn quê. Quê hương trong mỗi chúng ta thân thương như vậy đó. Vậy mà thấm thoát đã hơn 80 mùa xuân, cụ Lê Thị Thoa đã hưởng cuộc sống trên cõi dương trần thế này. Cháu con những tưởng rằng cụ sẽ còn khỏe mạnh, trường thọ trăm năm để dìu dắt cháu con, khuyên nhủ nên người. Nào ngờ đâu vào những ngày mùa thu năm 2023, tức năm Quý Mão, cụ lại đột ngột lâm bệnh trầm. Mặc dù cụ đã được anh em con cháu rồi tập thể y bác sĩ đã tập trung vật lực tìm mọi cách cứu chữa đến cùng, nhưng do tuổi cao bệnh trầm, cụ không qua khỏi. Và cụ đã tạ thế vào hồi 3:40 ngày 14 tháng 10 năm 2023, tức ngày 30 tháng 8 năm Quý Mão. Cụ Lê Thị Thoa đã thanh thản ra đi ở tuổi 85, tuổi trường thọ. Người giữ ước ao mà mấy ai có được. Cụ đã thanh thản ra đi khi nhân nước đã tròn, tình nhà đã vẹn, đẹp tình làng nghĩa xóm. Được tin cụ qua đời, ban tổ chức lễ tang của tổ dân phố số 4 thị trấn Quỳnh Côi cùng nhân dân và gia đình họ tộc đã long trọng tổ chức lễ tang cụ Lê Thị Thoa theo nghi thức của địa phương, với sự hiện diện của dân làng, xóm phố, họ tộc cùng các đoàn hội. Ai ai cũng dành cho cụ sự nhớ thương và lòng tôn kính đến khôn cùng. Vĩnh thưa vong hồn cụ, thưa toàn thể tang lễ ấy, than uy thứ là cảnh chiều nay trong điểm thương tiếc nhớ mà chống về dục dã những hồi như nước nở bởi cảnh chia vui. Thế là chia xa mái ấm gia chung, xa con xa cháu để bao dòng lệ đời trong thương nhớ ngập ngủi trong niềm sầu tiếc. Để rồi hôm nay cảnh đời cụ đã mãi mãi về nơi xa biệt mà xin tổ chức trọng thể lễ tang để tiễn cụ rời xa nơi cõi trần đời. Giờ này chất đọc kính mời đoàn trống đại tiếp tục cử lên một hồi trống trước đại hương của cụ để thay cho nỗi niềm thương nhớ của toàn thể các con các cháu chất của cụ, tri ân tới cụ đã chia xa nơi cõi dương đời. Trân trọng kính mời đoàn cử nhạc. Thank you.
thay mặt gia đình Tăng Quyến chân thành cảm ơn tình cảm quý báu của ơn các bác trong đoàn chống đài. Giờ phút này muôn vàn cánh hoa sẽ vung lơi trong cảnh đời cụ chia rời nơi trần thế. Trong tâm nguyện của cụ khi chia xa về nơi an nghỉ cõi vĩnh hằng, tập thể chị em trong đoàn kim nhạc sẽ cùng với các con các cháu chắc của cụ sẽ tập thể làm nghi lễ tung hoa, bày tỏ niềm kính thiết vô hạn để chia biệt cụ đã đi xa. Giờ phút này đây, dân tộc kính mời toàn thể các con, toàn thể các cháu chắc của cụ và toàn thể anh chị em nội ngoại dòng họ của cụ và các cháu trong gia chung tộc họ nội ngoại sẽ cùng với tập thể chị em trong đoàn kim nhạc cử hành tập thể lễ tung hoa. Nghi lễ giờ đây chuẩn bị được bắt đầu. Lòng thành trang cho cụ nhẹ khúc.
cả các con các cháu, những ai chịu phải khất tang trên đầu, hãy trở về trước đài hương cùng đoàn nghi lễ dâng hoa cho con. Thành tâm kính dâng lên cụ những cánh hoa tươi thắm. Cụ phù hộ độ trì cho các con các cháu được bảo an mạnh khỏe. Con nam mô A Di Đà Phật. Và giờ đây nghi lễ dâng hoa của đoàn kiếp nhạc chúng con giờ này xin phép được trịnh trọng cử hành. Mẹ hiền thương yêu ơi, bảo nó giảm nhạc đi. Hôm nay mẹ thắp kiểu thuyền Di Đà kiếp dẫn mẹ về tây phương, sống nhân tâm thắp bén duy nơi cửa Phật. Mẹ ơi, giờ đây mẹ đã đi xa, cháu con thương xót mỏi mòn canh thâu. Lời ca Đức Phật Di Đà, cánh hoa tươi thắm dâng lên mẹ hiền, cầu mong Đức Phật Tây Phương soi đường dẫn lối mẹ về cõi tiên. Mẹ hiền ơi, hoa tươi quyện sắc hương lòng, công cha nghĩa mẹ vuốt trồng mấy nay, run run đôi cặp bàn tay nâng niu chúc con thắp, nâng niu chúc con thắp những từng nhánh hoa. Đây là hương sắc quê nhà để tiếp dẫn linh hồn mẹ về với Di Đà nghỉ ngơi. Chúc con ở lại trần gian, nguyện xin mãi mãi hướng về mẫu thân. Mẹ hiền ơi, giờ đây những cánh hoa tươi thắm dàn nghi lễ dâng hoa cho con, xin thành tâm thay lời cho các con các cháu cùng đội thân ngoại nghĩa của mẹ, xin được kính dâng lên mẹ làm hành trang cho mẹ nhẹ hương tiên mộng. Mẹ trở về nơi đất Phật rất dài ngàn thu. Xin được kính mời tất cả các con các cháu cùng đoàn thân ngoại nghĩa của cụ, những ai chịu vành khăn tang trên đầu, cùng như anh em bạn bè thân bằng cố hữu gần xa, hãy nhân tâm người giàu một bó, người khó một nén, một người một ly một lai, dạy cái đôi cho cụ. Đây cũng là chỉ đỏ lần sau cuối để đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng trước lúc cụ đi xa. Nam mô A Di Đà Phật. Thì mời các con các cháu hãy phát tâm chắp tay lễ Phật để cầu nguyện cho cụ cùng đoàn nghi lễ dâng hoa cho con. Nghi lễ dâng hoa còn được gọi là lễ tẩy trần. Mong tất cả các con các cháu hãy phát tâm cầu nguyện cho cụ được siêu sinh tịnh độ, cùng trở về nơi đất Phật an nghỉ rất dài gần thu. Nam mô A Di Đà Phật. Thì mời tất cả các con các cháu hãy trở vào trong nhà cùng đoàn nghi lễ dâng hoa cho con. Thì vòng quanh linh thiếu của cụ, các con các cháu hãy phát tâm người giàu một bó, người có một lẻ, một người một ly một lai, dạy cái lo cho cụ. Đây cũng là chuyện đỏ lần sau cuối để đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thì mời tất cả các con các cháu hãy phát tâm cùng đoàn nghi lễ chúc con chắp tay niệm Phật chúc cụ, cầu nguyện chúc cụ mong cụ phù hộ độ trì cho các con các cháu được bảo an mạnh khỏe. Nam mô A Di Đà Phật. Đâu đây đâu? Quay.
em con cháu trong gia đình đang tập trung trước bàn nhang án để chuẩn bị đi vòng quanh linh cữu kính nhân cho người cụ, người bà, người mẹ vô vàn kính yêu, một tuần hương báo hiếu tạ từ lần cuối cùng này. Kính thưa hương hồn mẹ kính mến, mẹ ơi, có nỗi đau buồn nào bằng giây phút phải chia ly? Giờ cách biệt âm dương, tuần nhang thơm, anh em cháu con nội ngoại đang đứng trước bàn nhang án và muốn thầm kính thưa với mẹ rằng: thương hồn mẹ kính mến, vậy là mẹ đã về cõi thọ cảnh hư không, ngàn năm xa vắng không gặp lại, cúi đầu mặc niệm trước vong linh. Mẹ ơi, hơn 80 năm một cuộc đời, cháu con mừng mẹ vẫn khỏe, vẫn tươi vui, vậy mà chỉ qua giờ phút mau lâm bệnh, mẹ đã ra đi, bỏ cuộc đời. Mẹ ơi, chúng con tưởng mẹ chưa đến mệnh nào, đời người xem tựa giấc chiêm bao, vậy là kể từ nay cháu con tìm đâu tới hình bóng của mẹ, mà chỉ thấy hương bay với ảnh thở. Mẹ ơi, sao mẹ nỡ đi vội vã, mẹ hãy dừng chân và dìu dắt cháu con thêm. Đau cao ngất chín tầng mây, đã cách biệt đâu thấy mẹ được nữa. Mẹ kính yêu ơi, vậy là mẹ ra đi, mẹ nhường hết, mẹ chẳng hưởng gì phúc lộc điểm viên. Riêng với chúng con thì ơn đức chưa báo đền, chúng con hứa sẽ làm vui lòng mẹ đó. Yêu ơi, cháu con có những đứa còn trẻ, sống dại khờ, chưa hiểu hết nông sâu. Nếu trong cuộc sống đời thường mà anh em có điều chi khiến mẹ chẳng bằng lòng, thì xin ngàn lạy mẹ hãy rộng lòng mà lượng thứ cho cháu, cho con. Cụ Lê Thị Hoa, kính thưa ban tổ chức lễ tang, thưa gia đình tang quyến, được tin cụ 250 về huyện cùng tiên tổ, được sự nhất trí của ban tổ chức lễ tang và gia đình tang quyến. Trước tiên, anh chị em trong đội xin được chung chia nỗi đau thương mất mát to lớn đến với gia đình tang quyến. Trước linh hồn cụ, xin dâng linh cụ nén hương thơm để tỏ lòng tiếc thương. Xin mời một vị đại diện cho đội trống lên dâng hương. Nước có nguồn, con thơ tự hỏi vì sao có mình. Nhờ ơn trời đất thánh linh đã tạo ban nhân thế của tình thương mẹ thương cha. Mẹ ơi, dù con có phải bôn ba, đêm công gặp gỡ quê cha nhớ về, công mẹ như núi Thái Sơn, như vùng biển cả không sờn vì con. Một đời lên núi xuống non, công mẹ bát ngát mãi còn hôm nay. Cầu xin Đức Phật Chúa Trời tôn tràn ơn biển mãi hoài nhớ thương. Công mẹ như bản tình ca, muôn đời diệu tỏa ngân nga ân tình. Mẹ ơi, đây là tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng mõ, chúng con xin dâng lên mẹ lần cuối. Chúc mẹ sớm được siêu sinh tịnh độ chôn vòng lai thiên cảnh. Xin mời đội dâng những bản nhạc đồng quê để tiễn người quá cố về nơi nghỉ cuối cùng. Thank you.
trần gian mẹ ta về cùng tổ tiên. Âm dương cách biệt đôi đường, mẹ đi khối đất nằm xương một mình. Âm dương dụng kẻ sao cho xít, nghĩa sinh thành quặn thắt lòng đau. Bóng dáng mẹ bỗng chốc chẳng còn đâu, để con bơ vơ giữa dòng đời dỗ lòng. Ân tình mẹ nay chỉ còn trong mộng, nghĩa sinh thành còn phải đáp đền sao. Từ nay ký ức về mẹ cứ nhòa theo dòng lệ, con gọi mẹ hoài mà mẹ chẳng thưa. Giờ đây con mất mẹ thật rồi, mẹ về với gió ngàn khơi, chúng con ở lại lòng đầy nhớ thương. Mời đoàn dành một phút mặc niệm bắt đầu.
lễ dâng hương của đội đã được chu viên, xin gửi lại dân tang cho ban tổ chức. Xin thay mặt gia đình ban tang lễ xin cảm ơn trân trọng kính mời đoàn nghỉ sư nước và kết hợp với đoàn kim nhạc và đoàn nhạc tang để cùng cử lên những khúc nhạc trống tiện cụ vẻ tự an nghỉ có tinh thần được trọng thể, xin chân thành đa tạ. Đà Phật, tâm đức Phật thì từ bi vô lượng, mà hạnh nguyện cứu đời hiển hiện xuống trần gian. Trong kiếp sống nhân sinh, không ai tránh khỏi quy luật vô thường sinh diệt. Trẻ đó, già đây, tương phùng rồi ly biệt, ta hãy tìm phương ra khỏi ngục tù sinh tử, mà qua bờ giải thoát để vượt biển trầm luân. Bởi vì lỗi lầm cũng tại do tâm, vô minh dòng khởi luân trầm xuống lên. Sáu đường trôi giạt lênh đênh, tâm mê dậy khởi kẻ bên khổ sầu. Nếu ta khẩn thiết nguyện cầu mà thành lòng sám hối niệm câu Di Đà và quyết lòng dứt bỏ tâm tà, tiêu mòn nghiệp chướng là cao sâu. Nay được tin phụ Lê Thị Hoa qua đời, đã có các đại đức tăng ni, các tín đồ Phật tử trở về dự lễ cầu siêu cho cụ và tổ chức lễ kính viếng hương hồn cụ cùng với những lời kinh cầu nguyện cho vong linh hồn cụ sớm được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng. Với niềm tôn kính này không biết nói gì hơn, anh em con cháu trong gia đình chỉ biết cúi đầu. Làm lễ dâng hương kính viếng và làm nghi thức dâng hương cổ lên những khúc nhạc hay lời các con các cháu chắc của cụ tri ân tới cụ, chân trọng kính mời vào dâng hương hành lễ. Sầu tiếc thương để cầu chúc phúc ăn giấc nghỉ nơi cõi Tây phương xa vời, xin thay lời cho giám đốc Đỗ Nghị xin cầu chúc anh linh của cụ được an lạc nơi cõi nghìn thu. Sau nữa xin gửi tới toàn thể các con các cháu chắt của cụ và toàn thể anh em họ tộc nội ngoại của cụ lời chia buồn sâu sắc nhất. Và giờ phút này đây, giây phút để cử hành nghi lễ dâng hương của đoàn kim nhạc, xin chân trọng kính mời đoàn tài tự trang nghiêm trước án hương của cụ để cử hành trọng thể nghi lễ, xin chân trọng kính mời. Kính thưa hương đình cụ Lê Thị Hoa kính quý, kính thưa các vị lãnh đạo thay mặt cho đảng chính quyền, thưa ban tổ chức lễ tang, thưa các tín đồ Phật tử cùng toàn thể nhân dân, thưa gia đình ta quý, nhận được tin cụ Lê Thị Hoa hưởng thọ 85 tuổi nay quy tòng Phật tổ, trong giờ phút âm dương đôi ngả ngập ngùi ly biệt ấy, nhận lời mời và sự yêu ái của gia đình, đoàn kim nhạc chúng con đến từ quê hương danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Giờ này đoàn cũng đã trở về đây. Lời đầu tiên cho phép con thay mặt cho đoàn xin gửi tới tang gia lời chia buồn sâu sắc nhất.
và Sony, đoàn xin được phục vụ buổi lễ truy điệu, đồng lễ tiễn đưa, lễ nghi an táng cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Chúc ban thờ vong linh cụ hương trầm khói tỏa, thắp lén hương thơm tỏ tấm lòng thành. Đúng là cụ sống có điện có đèn, cụ về quy Phật chú kèm tiễn đưa. Và giờ đây nghi lễ dân hương của đoàn xin phép được bắt đầu. Kính quý trở về trước linh sàng cụ. Giờ đây dàn kim nhạc chúng con xin phép đỡ lời cho các con, trai dâu gái rể của cụ có đôi lời than khóc gọi mẹ trước lúc mẹ đi xa. Mẹ hiền kính thương ơi, tuổi thơ con có một thời hạnh phúc, gọi mẹ ơi khi đói khát chán trường. Lòng vui lên thấy mẹ cười trước mặt, được vỗ về, được âu yếm yêu thương. Sân nhà mình nghèo, mẹ sợ thân con lạnh, lên thức hoài canh giấc ngủ thâu đêm. Còn chợ giấc, mẹ vội vàng ninh quinh, ập ủ con mặc sổ mắc ngoài hiên. Lớn lên rồi, lại rời xa tay mẹ, mẹ khẽ cười nghiêng theo bóng đời con. Khi vấp ngã gọi mẹ ơi rất khẽ, đỡ con lên mẹ hỏi có đau không. Thử ngàn xưa nước mắt nôn rơi xuống, hạt mưa xa đâu chảy ngược lên nguồn. Trên đường đời mẹ đôi lần vấp ngã, có bao giờ con hỏi mẹ có đau không. Và giờ đây, để trả nghĩa cho người mẹ kính yêu, trước lúc đi xa mãi mãi, các con khổ mẹ chỉ biết nhờ đoàn kim nhạc thương khóc mẹ qua bản nhạc Lòng Mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mẹ ơi, mẹ ơi, con mất mẹ thật rồi. Lễ rơi cốc tiễn mẹ rời thế gian. Cõi trần bỗng chốc vỡ tan. Lễ đỏ mắt cuộn tàn vào thân. Xót xa, xót xa em nhỏ từng phần. Vạch quan tài lỡ cách ngăn đôi đường. Xa xôi cách biệt ấp xưa. Mẹ đi bỏ lại chiều giường trống không. Cửa nhà bỗng chốc trong mênh mông. Chẳng hầu tham phù đau lòng biệt biệt. Kèm sầu khóc tiễn mẹ. Sẽ lòng con cháu khóc khi đời đời. Đau lòng con lắm mẹ ơi. Mẹ đi để lại cõi đời nổi đau. Tình thương vô hạn bấy lâu. Sinh thành dung dục dục bể sâu lào bằng. Mẹ thì vệ cõi vinh hằng. Ngàn thu chín sông ngọc trăm người hiền. Mẹ ơi lên mẹ ngủ yên. Cõi trần sắc mẹ tèn nguyên ngày nọ. Kính mời sau cái này và đại biểu cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 4 do ông Nguyễn Xuân Vũ làm trưởng đoàn dẫn đoàn vào trước đại phương cổ vụ để tổ chức tập thể lễ tang điểm lại chặng đường đời cổ vụ rồi tiến biệt thụ về nơi an nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin chân trọng kính mời. Kính thưa gia đình tăng quyến, kính thưa toàn thể các đại biểu thay mặt cho đảng chính quyền các ngành rồi nghi đoàn hội tổ chức chính trị địa phương, kính thưa toàn thể các cụ cao tuổi, toàn thể quý ông bà cô bác các chị và quý các khách gần xa, các đại biểu thay mặt các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp, các tổ chức hội đoàn tình nghĩa, các bậc thân gia liên gia thân bằng cố hữu họ hàng nội ngoại và bạn bè của quý quyến tăng gia, giờ phút này hiện diện đông đủ để dự lễ tang chuẩn bị tiến đưa cụ nhà về nơi an nghỉ cõi vĩnh hằng. Than huy thế là nghẹn lòng cám cảnh chia xa. 85 năm trụ thế nay cụ đã rời cõi ta bà từ đây. Cảnh thu buồn khóc với heo may. Phật người một kiếp trả vay xong rồi để bước vào lễ tang trọng thể tiến đưa cụ về nơi an nghỉ cõi vĩnh hằng. Xin trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, tổ phó tổ dân phố số 4 thị trấn Quỳnh Côi, phó ban tổ chức lễ tang lên trọng thể điều hành buổi lễ. Xin trân trọng kính mời. Xin kính mời cán bộ và nhân dân đứng dậy để làm lễ viếng và lễ truy điệu cho bà Lê Thị Thoa. Kính thưa toàn thể nhân dân, kính thưa hương hồn cụ Lê Thị Thoa, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa quý vị đại biểu đại diện cho đảng, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể thị trấn Quỳnh Côi, các ban ngành đoàn thể tổ dân phố số 4, ban tổ chức lễ tang cùng toàn thể nhân dân và gia đình tang chủ cụ Lê Thị Thoa, sinh ngày 20 tháng 6 năm 1939, quê quán thôn Thọ Trương, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
chú nơi cư trú tổ dân phố số 4, thị trấn Quỳnh Côi, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Sau khi cụ Lê Thị Thoa qua đời, ban công tác mặt trận cùng lãnh đạo tổ dân phố thành lập ban tổ chức lễ tang cùng với gia đình tổ chức tang lễ cho cụ Lê Thị Thoa chu đáo, trân trọng theo đúng nếp sống, văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương. Trong quá trình tổ chức tang lễ cho cụ Lê Thị Thoa, ban tổ chức lễ tang và gia đình đã đón nhận những tình cảm quý báu của các ban ngành, đoàn thể, thông gia, liên gia, bạn bè, thân tình của gia đình đã đến thắp hương kính viếng cụ và chia buồn với tang chủ. Đến giờ này, mọi người lại tề tựu về đây đông đủ để làm lễ truy điệu cho cụ Lê Thị Thoa, rồi cùng nhau tiễn đưa cụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Để đi vào lễ viếng, tôi xin kính mời một vị đại biểu thay mặt cho cán bộ và nhân dân lên đặt vòng hoa viếng cụ. Tôi xin kính mời một vị đại biểu lên đặt lễ viếng cụ. Một vị đại biểu thay mặt cho cán bộ và nhân dân. Tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Du, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, thay mặt cho cán bộ và nhân dân lên thắp hương kính viếng cụ. Làm lễ truy điệu. Tôi xin trân trọng kính mời ông Trương Từ Mậu, Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, thay mặt cho cán bộ, các đoàn thể và nhân dân lên thắp hương vĩnh biệt cụ Lê Thị Thoa. Làm lễ truy điệu không? Làm lễ truy cho gia đình nội ngoại tộc lên thắp hương vĩnh biệt cụ. Tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Xuân Du, Phó Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố, trưởng ban tổ chức lễ tang nên đọc lời điếu. Kính thưa hương hồn cụ Lê Thị Thoa, kính thưa gia đình tang chủ, kính thưa các vị đại diện cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và các vị đại diện cho tổ dân phố, kính thưa toàn thể nhân dân. Cụ Lê Thị Thoa sinh năm 1939 trong một gia đình nông dân yêu nước, quê quán thôn Thọ Trương, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nơi có truyền thống cách mạng
cư trú tại tổ dân phố số 4, thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Lúc còn nhỏ, cụ được gia đình cho ăn đi học cùng với bạn bè cùng trang lứa. Khi lớn lên, cụ đã đi xây dựng gia đình vào những năm 60 của thế kỷ trước và là xã viên Hợp tác xã Thống Nhất A, thị trấn Quỳnh Côi. Đến năm 1990, do cơ chế thay đổi, cụ đã nghỉ về buôn bán trên thị trấn Quỳnh Côi. Cùng với cụ ông, cụ đã sinh được 5 người con, 2 người con trai, 3 người con gái. Các con của cụ đều yên bề gia thất, công tác tiến bộ và làm kinh tế phát triển. Cụ có 12 cháu và 10 chắt. Cuộc sống của cụ đã mãn nguyện. Cụ là hội viên hội người cao tuổi, hội viên hội Phật giáo, hội viên hội phụ nữ thị trấn Quỳnh Côi. Cuộc sống của cụ tưởng như thế đã yên bề trôi đi để hưởng hạnh phúc của tuổi già. Nhưng trong thời gian gần đây, vì tuổi cao, bệnh nặng, cụ đã đau trong những lúc trái gió trở trời. Cụ đã được chồng và các con, các cháu nội ngoại tộc cùng các y bác sĩ hết lòng chăm sóc cứu chữa. Song vì tuổi cao, bệnh trọng, cụ không qua khỏi. Cụ đã từ trần vào hồi 3 giờ 40 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023, tức ngày 30 tháng 8 năm Quý Mão, cụ hưởng thọ 85 tuổi. Kính thưa toàn thể nhân dân, cụ Lê Thị Hoa đã tham gia vào hội người cao tuổi, hội Phật giáo, hội phụ nữ của thị trấn Quỳnh Côi, là thành viên tích cực tham gia trong mọi phong trào của hội. Cụ là thành viên của tổ dân phố, gia đình và các con cháu của cụ luôn chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, của tổ dân phố. Cụ luôn được bà con trong khu phố và con cháu yêu thương và quý trọng. Kính thưa công hội, ra đi của cụ là một tổn thất vô cùng to lớn cho gia đình và đồng họ thân quyến, là nỗi buồn của họ mạng, của bà con trong khu phố. Giờ anh cụ đã từ bỏ cõi trần gian, đã việc của đời, ông cũng là quy luật của tạo hóa, có sinh và có tử. Hội người cao tuổi, hội Phật giáo, hội phụ nữ mất đi một thành viên tích cực, họ tộc mất đi một người thân thương nhất, người chồng mất đi người vợ yêu quý nhất, các con các cháu của cụ mất đi một người bà, người mẹ phúc thọ và yêu nhất. Giờ đây đứng trước linh hồn cụ, cụ có linh thiêng hãy về đây chứng giám với sự hiện diện đông đủ của bà con cô dì chú bác, nội tộc ngoại tộc xa gần, thông nam liên nam, cùng các con cháu các và toàn thể bà con trong khu phố thị trấn Quỳnh Côi để tiến đưa cụ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Cầu chúc cho vong linh hồn cụ về nơi chín suối được yên giấc ngàn thu. Thay mặt ban tang lễ, chúng tôi chỉ biết gửi tới gia đình thánh nhánh đau thương để sớm tới, để sớm ổn định lại cuộc sống, để tưởng nhớ tới linh hồn cụ Lê Thị Hoa. Tôi xin đề nghị toàn thể nhân dân trong buổi tang lễ hôm nay hãy dành cho cụ giây phút mặc niệm. Bắt đầu.
Tôi xin trân trọng kính mời anh Trương Văn Quý thay mặt cho gia đình tang chủ lên phát biểu cảm tạ. Lời cảm tạ. Kính thưa các quý vị đại diện cho Đảng, chính quyền, đoàn thể thị trấn Quỳnh Côi và tổ dân phố số 4. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại tộc. Kính thưa gia đình thân gia, liên gia, bạn bè, thân hữu gần xa. Kính thưa ban tổ chức lễ tang cùng toàn thể nhân dân. Mẹ của chúng tôi là cụ Lê Thị Thoa, do mắc bệnh hiểm nghèo, trong những ngày tháng mẹ tôi đau yếu, đã được mọi người trong gia đình, họ hàng nội ngoại tộc, các bác sĩ thầy thuốc cùng thân hữu gần xa đã đến thăm hỏi, động viên. Do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, mẹ của chúng tôi đã không qua khỏi, đã từ trần vào hồi 3 giờ 40 phút ngày 14 tháng 10 năm 2023, hưởng thọ 85 tuổi. Khi mẹ chúng tôi đã qua đời, được các cấp, các ban ngành, đoàn thể, họ hàng nội ngoại tộc, thân hữu gần xa của gia đình đã đến thăm hỏi, phúng viếng, đến dự lễ tiễn đưa mẹ tôi về nơi an nghỉ cuối cùng. Thay mặt cho gia đình, tôi xin chân thành cảm tạ những tình cảm cao quý đó. Đây là nguồn động viên vô cùng to lớn cho gia đình chúng tôi. Giờ phút đau thương này, trong tang gia bối rối, không tránh khỏi khiếm khuyết, gia đình chúng tôi xin được lượng thứ. Sau khi đưa mẹ của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng, xin mời được họ hàng nội ngoại tộc và toàn thể các quý vị về gia đình chúng tôi ăn trầu uống nước và dự bữa cơm thân mật, để anh em con cháu chúng tôi có lời đa tạ và cảm ơn. Một lần nữa, thay mặt đại diện cho gia đình, tôi xin chân thành cảm ơn và các quý vị đã có mặt đưa tiễn mẹ chúng tôi trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa, tôi xin chân thành cảm ơn và ngàn lần đa tạ. Thế là từ nay, chúng con, chúng cháu mất đi một người cụ, người bà, người mẹ kính yêu. Gia đình mất đi một người trụ cột, bà con lối xóm, các thông gia, liên gia mất đi một người bạn tri ân. Các hội đoàn địa phương mất đi một hội viên gương mẫu. Kể từ nay, hình bóng của cụ vẫn mãi mãi sống trong tâm tưởng của mọi người. Mẹ ơi, người mẹ muôn vàn kính yêu của chúng con ơi, dù có phải lên tận trời cao hay xuống cùng đáy biển để lấy thuốc cứu người sống lại, thì chúng con vẫn không ngần ngại hiểm nguy. Nhưng than ôi, sinh có hạn, tử bất kỳ, trên đời này ai mà cưỡng được mệnh trời. Chỉ trách thay tạo hóa xoay vần, tử thần hiền ngã. Cuộc đời mẹ bao phần vất vả, từ thuở hàn vi
phải chất chiêu từng bát gạo củ khoai. Mẹ đã cùng cha tần tảo sớm khuya nuôi nấng chúng con khôn lớn lên người. Chúng con hằng mong ước cha mẹ được trường thọ, cùng con cháu sum vầy gia thất, để phần nào bù đắp lại cái thời đói bát cơm ăn, thiếu manh áo mặc. Nhưng con cháu ở xa chưa được về sum họp, chưa hưởng đoàn viên, thì mẹ đã vội theo hầu tiên tổ. Khi mới sớm qua thu, chén trà nóng con pha, mẹ chưa kịp uống, mẹ đã lặng đi trong hơi thở cuối cùng. Trước lúc đi xa, mấy đêm liền điện thắp sáng thâu đêm. Ý tưởng của người muốn trong nhà này bao giờ cũng sáng. Vâng lời mẹ dạy, chúng con xin ghi lòng tạ dạ. Sống làm người, trước hết phải biết trồng cây đức, phải xiêm chăm cho bền gốc tươi cành, phải giữ gìn cho nề nếp gia phong, trên dưới thuận hòa, gia đình hạnh phúc. Lời mẹ dạy là lời di chúc, chúng con xin nguyện để trong tim, và sẽ sống cho linh hồn người thanh thản. Đến với đám tang của mẹ hôm nay, bằng cả tấm lòng tiễn biệt người thật là trang trọng. Tiếng trống kèn vang vọng muôn phương, tiết tấu nhạc buồn mà chan hòa cởi mở. Đó thật sự là đoàn kết, là tấm lòng. Bản hợp xướng của đồng quê vang trong khoảnh khắc. Nỗi tiếc thương này vang vọng sâu xa. Khi sống, mẹ luôn trân trọng tình làng nghĩa xóm. Nên khi mẹ đi xa, tình làng nghĩa xóm và tang quyến vẫn như một nhà, thủy chung son sắt. Đi đầu đoàn đưa tang là cờ trướng xí đang tung bay dập cả trời xanh. Vòng hoa nối tiếp vòng hoa, tình xa nghĩa nặng gần xa cùng về. Vòng hoa rực rỡ đồng quê, trải dài như sóng nhấp nhô nắng vàng. Sống vinh hạnh, chết vẻ vang, người đi thanh thản, suối vàng lân du. Bước chân con chậm chậm như níu lại thời gian, kéo dài buộc tiễn đưa mẹ về cõi hạc. Nước mắt tuôn trào theo mỗi bước chân. Trong đoàn người tiễn đưa mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng, hôm nay có đông đủ bà con, anh em cô bác, dân làng, tỉnh liên giao, thông gia, bạn bè bằng hữu gần xa, và tình cảm thiêng liêng của tình đồng chí, những người cùng chiến đấu và công tác với mẹ, với con cháu của mẹ. Ví là tình cảm thiết tha, trọng là nghĩa cả, đậm đà thủy chung. Đoàn người đi nghiêng nghiêng, đoàn người ca vời vời, nhưng đang đi lên trời, đưa người về cõi Phật. Đoàn đưa tang thật dài, người đông như vô tận. Linh cữu đi chậm chậm, mồ hôi hòa nước mắt, nghĩa ân tình lắng sâu, khiêng vác nắng đội đầu, tình người làm dịu mát. Ôi đồng đội quê hương, trải chín nắng mười sương, trong dãi dầu quê sớm. Đó là tình ruột già, đó là tình đồng chí, đó là tình quê hương. Thank you.
lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào, lời ru em ái như dòng lũ kiều chi đau, tiếng ru bên thềm chẳng tả tôi bóng mẹ đi, lòng you
ra đời. Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha được buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta. Nó lười khỏi lắm.
cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con, cho con gánh mẹ đau nón. Cả lòng mẹ đã gánh con biển trời. Ngày xưa mẹ gánh à ơi, con xin gánh lại những lời mẹ ru đường đời. Sương gió mịt mù vì con hạnh phúc tràn từ gian nan. Để con gánh mẹ đừng can, sợ khi mẹ mất muộn màng gánh ai. Cho con gánh cả tháng dài, gánh qua năm dần những ngày đắng cay. Cho con gánh cả đôi vai, thân cò lặng lội sớm mai vai cây. Mẹ già lá sấm xa cây, lờ đâu lá rụng tội này gánh sao. Mẹ ơi sông biển ra rào, con sao gánh hết công lao một đời. Bông hồng cài áo đúng nơi, đâu bằng bông hiu giữa trời bao la. Cho con gánh lại mẹ già, để sau ngươi gánh chính là con. Đau thương nặng nề này, anh em con cháu đang cố níu giữ cỗ quan tài, từ từ đưa xuống huyện. Thiên thu vĩnh biệt là đây, ơi trời cao lồng lồng, ôi đất dày thẳm sâu, sống nhờ đất nay thác lại về với đất. Bởi có tình người làm ăn chân thật, ông cha ta đã dày công vun sớm, đất tốt tươi nay đất lại tiễn người. Bởi vì người với đất là bạn đời tri kỷ, ta nhớ ơn người muôn thuở đất nước ơi.
những năm đất quê nhà, anh em con cháu đang nắp lên phần mộ, chúc người đi thơm thảo đất này, cho hoa trái bốn mùa hương thơm vị ngọt, cho đồng quê bát ngát mùa vàng. Bàn tay nâng đỡ con mất.
mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chở bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất Oh.